Phân bổ CPU một lõi và bốn lõi như thế nào? Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay lại một clip tào lao của tôi nữa. Hôm nay tôi sẽ để phân bổ CPU, tôi để đúng một lõi RAM, tôi để vì tôi để 2GB nên nó chiếm tới 75% RAM của tôi. Tôi để cùng 1GB lưu và tôi khởi động lại. Đấy, cái mục RAM này nó khá là lắc. Cho nên bây giờ là một lõi nè, tùy chứ, thấp nè, lõi nè, lõi thấp nè, một lõi nè. Tôi để lõi thấp rồi RAM thấp luôn nè. Ô, có RAM thấp 1GB luôn nè. Nhưng mà tôi để 1GB. Để 1GB nó hơi cùi. Ok, và tôi vào game. Chúng ta vào game, chúng ta trải nghiệm. Tôi muốn nó, tôi có nó, tôi có Garen nè. Để ra 1GB vào game hơi lâu nha. Để RAM thấp với lõi thấp vào game hơi lâu, nhưng mà vẫn vào game. Ok, được phết, vẫn vào game là tốt rồi. Không biết có chơi được hay không. Bây giờ tôi sẽ chơi từ stream rắn đồng thôi. Tôi định livestream ở trên ghế fanpage, leo từ đồng lên tới huyền thoại đó. Ok con, vào game khá là delay ha, nó chậm. Tôi cảm giác nó chậm, rất là chậm. Đồ họa tôi thấy nó vẫn như cũ mà không có gì hết. Khá là lắc nha mọi người. Tôi để một lõi nó lắc ấy, lắc kinh khủng. Nó chậm như rùa bò, để tôi vô bắn được. Ôi, tôi để lõi thấp FF không thèm lên được 90 luôn mà. Để vào game đã rồi, tôi bắn thử cho các bạn xem. Vâng, xin chào tất cả các bạn đã đến với Free Fire một lõi. Cũng như là nó lắc vài cả trường ấn mà sao chưa vô nữa, nó lắc ở đó luôn mọi người ơi. Nó không thèm vô luôn rồi, FPS của tôi. Ok ok. Do you know thin girl? I spy by. Yeah. Hiểu hiểu. Nó nói là mày nói ít thôi. Trời ơi. Để một lõi. Để một lõi này mọi người. Tôi để một lõi vào cái kết huyền thoại các kiểu và tôi là gian đầu. FF là ba mấy. Vậy có khi nào cái máy của các bạn nó chỉ có một lõi hai lõi nó yếu quá nên FF nó mới thấp như vậy không? Nguyên nhân FF thấp có phải là do lõi hay không? Tôi để một lõi FF chỉ có được 40 nè. अरे भाई थोड़ा सा थोड़ा सा आ जा थोड़ा सा. Thì khá lắc nhưng tôi bắn nice, đam mê. No! Come on, nãy cứ vùng què gì nữa. Bắn dở quá đi, trời ơi. Trời ơi, cái ván này tại sao lại mua súng gần? Ván hồi nãy không mua súng gần, ván này đi mua súng gần. Ôi dồi ôi. Rồi. Mấy bà, tôi hiểu mấy bà nói gì đâu. Ok. Sachi. Ok, nó nói là mua súng gần là ngu. Biết rồi mà. Trời ơi, ông nội mày nói nhiều quá. Mày tôm. Và ấy cả lắc. Rồi, ngoài. Well. Trời ơi, lắc qua bấm keo không thèm bấm luôn. Hay quá bro. Trời. FPS khác cái rồi. Tôi thần là đấu đầu. Tôi để tầm 3 lõi là đẹp nhất. À, tôi lên 3 lõi. Xì vào FPS rồi. Sau khi tôi lên 3 lõi, cái này là một cái test. Tự nhiên làm ra được một clip test này cũng thú vị đó chứ đùa. Giờ tôi để 3 lõi thôi, 4 lõi thì nó cũng như 3 lõi thôi.
Sau khi tôi đi chơi vòng vòng, tôi quay trở lại thì FF đấy, mọi người có thể thấy chỉ cần 3 lỗi thôi. Ghê 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 quá. Nhưng mà có vẻ hơi drop. My drop. Chào chào cái gì? FF bây giờ ok hơn xí rồi. Mượt lại rồi. Đó, mọi người có thể thấy tôi so sánh hai cái lỗi này là mọi người hiểu à. Bên một lỗi và bên 4 lỗi vẫn có hiện tượng giật là do máy tôi đang bị xuống cấp. Ủa, tôi đi ngủ hết rồi à? Trời ơi, cái thằng kia, mày làm gì đó đây vậy? Mày thâu, mày thẩm du ở đây một mình vậy thôi sao? Trời ơi, người ta leo lên, người ta thẩm du mày cho xem. Rồi, rồi, mày hả? Mày hả? Con thẩm du thành công một em. Rồi, 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 thẩm du thành công hai em. Sao bọn này nó hài dữ vậy? Sao bọn này nó hài dữ vậy? Cứu tôi. Thẩm du thành công hai em rồi, trời nó cứu, để nó cứu. Để nó cứu, để nó cứu. Thẩm du thành công hai em nhưng mà sau đó. Rồi xong. Từ nay ta bắt nhau rồi, lạnh nhìn triệt bỗng đơn. Ôi, người về bến chốn xa xôi, tinh sát hoan man điều tàn. Mẹ nó bắn kìa, trời ơi bắn nó không trúng mà nó bắn mình thì trúng hết. Tại sao vậy? Vì có tiền à? Bắn không lại rồi, buồn ghê. Hết. Giúp tôi. Đánh này mà, bà nội. Gì à?